Sum họp là mong mỏi lớn nhất của người Việt nhân dịp Tết đến xuân về. Những gia đình có thân nhân là tù nhân lương tâm hay đang chịu án oan thì ý nghĩ về cảnh đoàn viên càng làm họ thêm đau lòng. Ước muốn lớn nhất là được gặp người thân trước Tết, dù chỉ là qua vách ngăn kính, được nhìn nhau và nhắn nhủ động viên. Ông Nguyễn Trường Trinh, bố của bị án Nguyễn Văn Trường, đang kêu oan với bản án tử hình 10 năm nay là một điển hình. Ông cho biết ông đã gặp được con trai vào cuối tháng 1 vừa qua. Con ông do bị cùm chân lâu ngày nên một bên chân bị teo, nhưng tinh thần tốt và còn niềm hy vọng. Từ hồi mà năm 2014 xong cái thi hành án lần 2, tử hình lần 2, thì gia đình đấu tranh thì về thông báo cho cháu biết thì tinh thần của cháu là vững, kiên quyết đấu tranh để đòi lại mạng sống. Vì tôi cũng nói nó là ở ngoài bố đòi, bố phải quyết sinh để cứu mạng sống của con. Cái bản thân con cũng phải là đấu tranh mạnh mẽ để giành lấy cái mạng sống của bản thân mình. Các gia đình tù nhân lương tâm như anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga, Phạm Văn Trội cũng đã được thăm nuôi và gửi quà Tết. Còn trường hợp bà Nguyễn Tuyết Lan, thân mẫu của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các con của cô đã không gặp được cô vào ngày 27 Tết như thông báo, do cô bị chuyển bất ngờ ra trại năm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Còn bà Cấn Thị Thêu, người phụ nữ kiên cường giữ đất ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, vừa mãn án 20 tháng tù giam, chia sẻ khi còn ở tù, mỗi dịp lễ, Tết, bà lo lắng và nhớ gia đình đến quặn thắt lòng lại. Kể cả từng ngày, từng giờ, nghĩ đến những cái gia đình tôi, những người chồng con tôi, anh em, họ mặc nhà tôi, mẹ chồng tôi, vốn đau, vốn liệt giường mà tôi không có mặt. Thế mọi những cái mà trong gia đình phải có người đàn bà lo lắng thu xếp mà họ lại giam cầm tôi. Vì nhất là những ngày lễ, ngày Tết, rất là đau xót, rất là xót xa. Và càng như thế thì tôi lại rất là căm hận cái chế độ cộng sản này, nó ác quá. Ông Nguyễn Trường Trinh, người cha kiên cường kêu oan đòi công lý cho con trai, kể rằng từ khi con ông rơi vào vòng lao lý, gia đình dường như không có Tết. Gia đình tôi là đã 10 năm, tròn 10 năm. Hôm nay là cháu bị giam là 10 năm, là 6 tháng. Nhưng mà tròn 10 cái Tết là chúng tôi, gia đình chúng tôi làm gì có Tết. Tất cả Tết đến xuân về, mọi nhà là sum vầy để đoàn tụ gia đình, cũng ông bà tổ tiên. Nhưng bản thân chúng tôi là đã 10 năm này không có Tết ạ. Tết Mậu Tuất đến, những người dân oan mất đất trên khắp cả nước nói chung và Dương Nội nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn. Do tư liệu sản xuất bị mất, không còn nghề nghiệp nên thu nhập sa sút. Bà Thêu cho biết, mọi người nông dân đều muốn có cuộc sống ổn định, ấm no, được đón những cái Tết vui vẻ, trọn vẹn. Khi đón Tết năm nay thì chắc chắn là những người dân Dương Nội thì rất là khổ. Mất đất hơn 10 năm nay rồi, có khi có những nhà cũng không có cả gạo mà ăn Tết, không có cả tiền mà sắm Tết, thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là khó khăn trong cái bối cảnh xã hội thì thất nghiệp tràn lan, mà những người nông dân có một cái mảnh đất để vườn để làm ăn sinh sống và bây giờ lại bị cướp hết rồi, thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng tôi chưa đòi được đất, khi mà nhà cầm quyền Việt Nam người ta chưa xem xét để đảm bảo cái quyền lợi cho nhân dân chúng tôi, thì tôi nghĩ rằng là những cái Tết của chúng tôi là vẫn rất là khó khăn, rất là ngậm ngùi. Tuy những người tù oan khiên và thân nhân của họ đang gánh chịu những nỗi đau, khó khăn, nhưng họ vẫn luôn vững tin và hy vọng vào tương lai. Như ông Nguyễn Trường Trinh, mong đợi công lý và sẵn sàng làm mọi việc để kêu oan cho con trai. Tôi vẫn kiên quyết và quyên sinh đòi bằng được cái tự do, công lý tự do cho con trai tôi. Vì không phải một riêng vì con trai tôi. Hiện nay tôi thấy là rất nhiều người cũng bị oan cho con tôi. Ví dụ như Hồ Chí Hải, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Mạnh, ba gia đình chúng tôi đã liên kết với nhau, kiên quyết, tức là ba gia đình quyên sinh để đòi mạng sống cho con bằng mọi giá. Tức là một người bố, hai người mẹ, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng
để đòi lại mạng sống cho con, để giành giật từng ngày một để giành lại mạng sống cho con. Đó là điều chắc chắn chúng tôi phải làm. Làm khi nào mà con cái chúng tôi được trở về đoàn tụ với gia đình, được tự do, được quyền làm người, được quyền sống. Đó là cái quyền cơ bản. Một cái tài sản, con cái là tài sản quý giá nhất, không có gì đánh đổi được. Chúng tôi phải đòi được cái quyền đó cho con. Anh Trịnh Bá Tư, một thanh niên đang độ tuổi lao động, thì mong mỏi mảnh đất của gia đình anh được trả lại để anh có thể có được cuộc sống ổn định, ấm no. Chúng tôi thì cũng luôn luôn là mong muốn là cái công cuộc đấu tranh giữ đất nó đi đến thắng lợi, bằng cái việc mà phía quan chức Cộng sản Hà Nội phải từ bỏ cái định cướp đi những cái mảnh đất của gia đình tôi và bà con dân nội. Đấy là cái mong muốn không phải chỉ Tết năm nay mà nó kéo dài đến một thập kỷ rồi. Từ năm 2008, từ lúc chúng tôi bắt đầu khởi đầu cuộc đấu tranh giữ đất, bây giờ thì cái mong ước đấy nó vẫn luôn trong chúng tôi và nó là mong ước lớn nhất của gia đình nhà tôi và có lẽ là của cả bà con dân nội nữa. Trên tất cả, bà Cấn Thị Thêu ngoài mong muốn bảo vệ quyền lợi cho những người nông dân như bà còn mong mỏi giới đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đất nước Việt Nam có sự thay đổi tích cực. Tôi thì tôi rất là mong muốn rằng là cái xã hội á là thực sự là nó phải là của dân, do dân, vì dân, chứ không phải là xã hội, đất nước, tài sản là của quan, do quan, về quan. Đấy, cái đấy là cái mong muốn, cái ước nguyện của tôi. Thì tôi cũng cầu mong cho bà con, với lại mong muốn gửi đi tất cả những cái ý nguyện của tôi là tất cả những người đấu tranh hãy sát cánh bên nhau. Thì một bó đũa thì chúng nó cũng khó mà lòng mà bẻ được. Mùa xuân là mùa của niềm vui và những điều nguyện cầu, mùa của gia đình đoàn viên. Chúng ta cùng cầu chúc cho đất nước Việt Nam không còn những nỗi đau oan khiên, những bản án bất công, những chính sách sai lầm, để cho ngày Tết của nhiều gia đình có được niềm vui trọn vẹn.